em lên cho mọi người. Đây là một cặp nhá, hai con cùng đàn này, một đực một cái nhá mọi người nhá. Đây, cắn đây, thần kinh căng chưa? Con bên ngoài là con cái này, con bên trong là con đực nhá. Này, cắn giật không nhả luôn. Hai con mọi người nhìn thấy này, bộ khung nó to ngang nhau luôn này. Từ chân tay. Đây, thần kinh đều căng. Ui dồi, cắn nhau luôn rồi. Ôi, con cái kinh nhờ. Con cái cắn cả con đực luôn. Wow, khiếp. Trong đàn mà đại chiến với nhau luôn. Ôi, trời ơi. Nào, 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 nào. Khi mà chó trong đàn cắn nhau. Phải rồi. Là lại con này nữa. Đấy, hai con trong đàn cắn nhau. Rồi, sợ chưa? Chỉ có sợ cái roi thôi. Không sợ gì. Thấy chưa?